Mình chào anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em có đi qua cái quán đồ cũ, thấy nhiều xe kiểu đập thể hình để thể thao đẹp thì em vào quay cho chị cô chú xem chút. Đây là một số cái xe đạp thể thao dạng thông thường thôi, rất là đẹp, giá thì cũng rất là rẻ, nhẹ cân nặng xem. Cũng loại này thì không phải là loại thép carbon kim nên là vẫn là loại sắt thông thường nên là cũng rất là nặng, thế có tầm 15 cân một cái. Đây em sẽ quay trước cho quý vị anh chị cô chú cũng thấy được cái hình dáng cơ bản của nó, lốp dạng cái vành nó dày này. Đây là xe cũ thôi nhưng mà người ta có khoanh ở đây là chưa sử dụng nha quý vị nhá, xe cũ chưa sử dụng. Ví dụ như con này thì nó có giá khoảng tầm 2 triệu 3 triệu 6 nhỉ, 2 triệu 6 2 triệu 6 Việt Nam đồng mình một cái xe như vậy. Đấy, xe vậy thì nó cũng rẻ hơn là mua xe mới một chút, khoảng tầm 1 phần 3 giá. Mấy con này thì mua xe mới thì nó sẽ rơi vào tầm trên 4 triệu và gửi cước đường biển về Việt Nam 2 tháng thì nó rơi vào tầm 6 triệu rưỡi gì đó cả thùng đó quý vị nhé. Đấy thì cũng có thể mua được, cũng có thể chơi được, xe đẹp hơn xe này, ngon hơn xe này. Thì đó rồi Việt Nam nó rơi tầm 6 triệu rưỡi một cái như vậy. Còn ở đây thì nó rẻ hơn, đây tầm 2 triệu 6. Nếu mua bên này đi thì ok. Đun lốp nha quý vị nhá, đun lốp đàng hoàng nhá. Ok, đun lốp hết nhá. Con này thì không có in, con này thì kiểu cái khung này là cái càng nhỏ không phải là càng to như mấy con kia. Xích clip thì vẫn là 3 tầng, con này 3-4 tầng, vẫn có điều chỉnh tăng xích hai bên đây. Vẫn có đèn nhảy phía trước, thứ có đèn phản phía trước. Bên này thì còn đẹp hơn, xe nhỏ tiếng vàng, da cam lục lam chạm tím có hết. Tất nhiên thì bộ đun lốp thì giá nó sẽ cao hơn quý vị. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Đây thì vẫn là những xe chưa sử dụng nhưng người ta bán lại cho cái quầy này. Phía trong kia nữa cũng rất là nhiều luôn quý vị, nhiều lắm. Thì cái xe này với giá 4 triệu của 3 này đó, khá đắt. Đây có 18 tầng, 18 tầng kia đun lốp chưa sử dụng. Trọng lượng của nó là 14 kg. Một kg là chưa có hộp nha quý vị nhé. Đây nữa, bên này thì có con này, một cam này thì cũng là của Dunlop. Quay cho chụp điện như vậy, rất đẹp. Đây này thì nhẹ tanh, nhẹ tanh nhỉ. Trọng lượng của nó là con này thì 19 kg nha quý vị. Nặng nhỉ. Giá thì nó rơi tầm 24 triệu 3 gì đó. Đặt thêm con bên này một chút, 34 triệu 4 gì đó. Đặt con bên này chút, vẫn là hàng chưa sử dụng. Vẫn hàng đun lốp 21 tầng ghia, 21 tầng ghia cơ. 7321 trước 3 cái và sau 7 cái cọc số nhân đây. Con này thì 18 tầng ghia cũng là đun lốp với giá là khoảng tầm 5 triệu, cao hơn chút. Con màu bạc này có cờ England 700c 18 tầng ghia. Đẹp thật, mà xe này nhìn ấy quá. Cái này là vẫn là một em lốp màu, màu này là màu gì, màu hạ quang, một cái màu xanh gì, xanh gọi là xanh gì, xanh dạ quang này. Càng trước có giảm sóc luôn nhé, mấy con kia không có giảm sóc, con này thì có giảm sóc. Rất đẹp. Giá tầm hơn khoảng 5 triệu có 5 màu. Con này có 5 màu trên xe, vành lốp rồi. Và con này vành hầm hố hơn. Và con này thì vành bé. Con này thì kiểu xe thể thao, xe thể có thể đi địa hình được. Con này thì vành là lốp 26 cm,
size 26 chứ. Size 26 nha quý vị. Một xe một con 5 màu 18 tầng kia giá 5 triệu. Đun lốp của England. Đấy, cửa của anh kìa. Bên này thì một em xe địa hình xe đua. Xe đua con này thì rất là nhẹ. Nhắc tôi thấy nhẹ rồi, sẽ nhắc thử xem. Trời ơi, con này chắc là 4 5 cân quá. Trời, carbon. Con này thì làm bằng carbon quý vị. Nhẹ rất là nhẹ, nhẹ tây. Còn như giá nó sẽ ngon hơn thật. Hàng chưa sử dụng của đun lốp 16 tầng kia. Có 3 màu. Cơ bản. Giá nó khoảng tầm 8 triệu rưỡi gì đó. Một em này. Thế thì tính ra là mua con này thì nó sẽ là rẻ hơn mấy con này nhiều. Với con này cước nó rất là giữ một chuyện rất là thấp. Nó nhẹ tênh, cho nên là cước bằng 1/3, 1/4 của mấy con này. Đấy, trong khi giá chênh lệch khoảng tầm cũng gấp đôi mấy con này. Thì về nó cũng tương đương nhau. Nhưng mấy con này tháo ra hơi vất vả. Vì tháo ra lắp vào nó không được chuẩn. Ngon thật, xe ngon thế. Đúng lốp nha quý vị. Đấy, quay xe ra xa quý vị thấy. Quá đẹp, một số em rất là đẹp. Còn ở phía bên này thì một số xe đạp trợ lực, một số xe hầm hố. Ví dụ hai em này đi. Cái em này có giá tầm hơn 4 triệu, 4 triệu 3 gì đó. Cũng rất là nhẹ. Nhưng mà bằng mấy em xe thể thao bên kia đấy. Đấy. Con này thì là chỉ có một tầng xích thôi. Màu hồng và một màu đen. Còn bên này là mấy xe dành cho có trẻ con. Mà con này 2,7 thì rẻ này. Nhưng mà con này thì không phải là xe trợ lực, không phải là xe đạp thường thôi. Nó có đường trước này, có cái cái có thể đạp nhanh hơn một chút nhưng mà không thấy có bình. Đây là vậy, xe dành cho chở trẻ con này em cũng phải mua một cái bình lắp đâu ta. Cái này nó là cái tích xe đạp tích điện trước này luôn à, nó chưa có nhà phải có bình như nào. Cái này lắp trong nước, mấy xe này lắp trong nước có ghi quốc nội đấy. Đây là lắp trong nước. Đây này kia là như kiểu nó là cái bình, nó là cái tích điện được luôn, nó để chạy nhanh hơn so với mấy xe thường. Đây bên này có mấy em xe đua đâu viện. Đây là một em xe đua của Fuji. Đây, xe đua Fuji cái này thì chắc là cũng còn ở các hộp kim carbon rất là nhẹ. Vành size 27, 4 màu, hàng chưa sử dụng, và 18 tầng kia. Đấy. Phía trên này thì là một số em xe đạp gian. Đây là em gian, em kia gian. Đấy. Gian này thì có 24 tầng kia. Giá thì tầm 6 triệu rưỡi, một cái chưa có cước. Em sẽ xem nào. Ủa, nó nặng lắm, nặng hơn mấy em là nhiều. Đây là cái rất nhiều xe đua quý vị. Đây, xe đua nhiều lắm. Ở phía trước thì nó có 6 con, 6 màu luôn. Như em xe xanh là con này là rẻ nhất. Con này rẻ. Con này rẻ mua bên này đi được. Ngon. Hàng ngon đấy rồi. Con này giá của nó chỉ có 8,9 tương đương với cả thuế vào nữa là hơn 2 triệu một chút. Em rồi. Nhắc em này về đi thôi. Cái này một chút mà cái màu rất là đẹp. Đấy. Con này thì có 21 tầng kia, 73. Đấy. Đẹp, hàng đã sử dụng, hàng cũ sử dụng mà gần như là mới luôn nhỉ quý vị nhỉ. Nhìn có thể thấy được nó khoảng tầm 90%, hơn 90% luôn. Lau qua một chút nữa thì sẽ rất là ok. Ở phía trong là một em xe đua của thằng Kai. Hàng đã sử dụng. Giá thì rất là đắt. 18 tầng kia. Giá khoảng 11 triệu 2,3 gì đó. Quay có thể thấy được nó. Càng rồi.
Ở trong cái xe màu đỏ kia thì cũng giá đắt hơn nữa, nó đã khoảng tầm 12,5 triệu, rất là nhiều. Ở đây là một số em nữa, đây này khoảng tầm 3,3 triệu, con kia là 4,2 triệu gì đó, con kia là tầm hơn 5 triệu. Đây là một số em xe đua quay điện thoại của Cục Nhân Thảo. Đấy, cái xe này còn chưa sử dụng, chưa tháo cả cái em bàn đạp luôn. Cái này hai em này thấy trưng bày thôi, hình như là không thấy giá. Đấy, rất là đẹp, mới tinh tinh. Rồi em xin chấm dứt video tại đây, nên quay quý vị một số cái xe đạp để quý vị cùng tham khảo lựa chọn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.